uẩn quanh dòng Ô Lâu, Ô Giang, xã Hải Phong, nằm ở phía nam của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Mời các bạn đến với làng nghề nón lá truyền thống Văn Quỷ, Văn Trị, xã Hải Phong để tìm hiểu về chiếc nón lá của quê hương chúng tôi thơ mộng hiền hòa. Nón lá Hải Phong là một sản phẩm truyền thống mang đậm nét văn hóa xưa cũ, từ lâu đã ghi đậm dấu ấn trong thơ ca, văn học và trong nếp sinh hoạt hàng ngày của người dân, là biểu trưng cho vẻ đẹp, sự dịu dàng, thanh lịch, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Với những người dân quê tôi, chiếc nón lá được dùng để che mưa, che nắng và được sử dụng trong đời sống hàng ngày của người dân nông thôn. Chiếc nón lá được các chị, các mẹ kết hợp với chiếc áo dài truyền thống tạo nên vẻ đẹp thơ mộng, đầy uyển chuyển trong các dịp lễ Tết của quê hương. Từ các nguyên liệu chủ yếu như lá đỏ, lá dừa kết hợp cây tre, cây mung để làm nên những vành nón tròn mềm mại. Và từ những bàn tay khéo léo của các mẹ, các chị đã nệm lên chiếc nón lá với nhiều đặc trưng riêng của Hải Phong quê tôi so với nón lá của những địa phương khác. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày nay, các nghệ nhân làm nón phải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, đòi hỏi sự cần mẫn, khéo léo, sáng tạo về mẫu mã và màu sắc. Từ tròn khung, uốn vành, lợp lá, các hoa văn, đến chầm hoàn thiện chiếc nón và cuối cùng là đánh bóng, bảo quản. Những chiếc nón vốn đã đẹp cộng thêm sự khéo léo, tỉ mỉ của những câu thơ trữ tình, những cảnh thiên nhiên, danh lam thắng cảnh quê hương làm tăng thêm tính nghệ thuật cho nón lá Hải Phong. Mẹ và các chị lại càng làm cho nó thêm nên thơ. Thay cho lời gửi gắm, những lời hay ý đẹp để tặng thêm sự đa dạng cho chiếc nón. Làng nghề nón lá quê tôi, tiền nhân để lại cho đời cháu con, biết bao thế hệ vẫn còn, mũi kim đường chỉ vuông tròn nón quê. Chị em khắc sâu lời thề, duy trì truyền thống làng nghề quê hương, cho dù khó mấy cũng thương, cái nghề truyền thống vẫn vương quê nhà. Xã hội ngày càng phát triển, bao làng nghề được dần chuyển đổi với công nghệ tiên tiến, kịp với xu thế thời đại. Nghề làm nón vẫn còn giữ nét đẹp truyền thống xưa cũ. Vì thế, làm nón lá tuy không thịnh vượng nhưng vẫn còn đó những nghệ nhân tài hoa, âm thầm gắn bó với nghề. Qua bao biến thiên của lịch sử, làng nghề nón lá vẫn bền bỉ tồn tại và minh chứng cho sức sống mạnh liệt của mạch nguồn văn hóa kết tinh từ đôi bàn tay tài hoa khéo léo của những người con Bình Trị. Họ, những người phụ nữ giàu đã đi qua bao thăng trầm nhưng vẫn luôn đau đáu một tình yêu nghề và khát vọng truyền nối để giữ gìn hồn cốt quê hương nón lá Hải Phong.